Bỏ nhỏ đây thì mình thả luôn nhanh nhanh nhá. Đấy nhắc mở đây thôi. Rồi ok, mình cảm ơn tất cả anh em nha. Chào anh em nha. Chào tất cả các bạn nha. Mình đã có mặt tại hồ Cú Cá Ông Sơn. Hôm trước mình có làm một cái clip câu rô ở đây rồi. Hôm trước thì không được nhiều cho lắm nên hôm nay lên làm lại nha các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ đánh ở hồ Ông Sơn nha các bạn. Còn đây là cái hồ Ông Hà mình hay câu các bạn. Đấy, hồ Ông Hà đợt này đang xả nước để quét cá các bạn. Không có cá gì nữa đâu nha các bạn nha. Bây giờ chủ yếu còn trên này đang còn hồ Ông Sơn và hồ Ông Tứ thôi. Hồ Ông Tứ ở phía trên này. Thì hồ Ông Tứ hôm nào mình sẽ làm clip sau. Hôm nay mình sẽ làm clip ở hồ Ông Sơn trước nha các bạn. Đây, mùi rô câu vuốt thì các bạn cần chuẩn bị cho mình này. Đầu tiên là bông tuyết này, mồi này, bột vuốt này và bột tôm nha. Mình sẽ đánh với combo rô nha các bạn nhé. Đầu tiên các bạn cho bông tuyết vào trong mồi nha, trong nước nha. Bông tuyết chúng ta phải cho vào nước trước để cho nó nở ra nha các bạn nhé. Nó nở ra thì nó vuốt nó lên mồi, nó lên màu nó mới đẹp nha các bạn. Tiếp theo là bột tôm nha các bạn. Bột tôm thì chúng ta cho khoảng tầm 2 thìa ăn cơm thôi. Cho nhiều quá nó tanh các bạn. Đấy, mình chúng ta cho tầm từng đấy nha. Mồi câu cá rô phi các bạn cho nửa gói nha các bạn. Các bạn đảo đều lên nha. Đó. Các bạn để riêng sang một bên nha để cho nó nở ra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ trộn mùi xả luôn nha. Đây còn ít mồi câu rô phi thì mình cho vào luôn nha các bạn. Các bạn thêm cho mình một ít bông tuyết nha. Rồi sau cùng các bạn cho đây một gói cắm xả nha. Cắm xả các bạn đánh xả thơm cũng được, xả tanh cũng được nha. Mình hay đánh xả thơm, còn anh em mình hay đánh xả tanh. Chính mấy cái con cá rô phi mà rô phi cái dạng rô ven đấy các bạn, nó thích ăn cắm xả thơm hơn là cắm xả tanh nha các bạn. Các bạn cứ đánh cái xả tanh thì nó hay bể ổ lắm. 2-3 cần mà đánh xả tanh mà ngồi gần nhau là dễ mà trọng nhau lắm. Nhưng các bạn đánh xả thơm thì nó vẫn vào bình thường. Đó, ok. Vậy là một xả mình đã làm xong, mình sẽ bỏ riêng sang một bên nha các bạn. Bây giờ đến cái phần mồi câu nha các bạn nhé. Các bạn nhào mồi lại thêm cho mình một lần nữa. Rồi các bạn cho vào trong cái túi này nha. Vì mồi vuốt này nó không cần nhiều mồi lắm đâu. Đấy, mình sẽ để lại một ít mồi trong chậu thôi. Các bạn múc thêm nước cho vào. Rồi đến bột vuốt nha các bạn. Bột vuốt đợt này mình có mác miệt đàng hoàng này nha các bạn nhé. Tem mác đầy đủ. Các bạn rắc bột vuốt vào. Rắc một lớp đều lên trên mặt là được. Đó, các bạn đảo lên. Các bạn đánh cho cái tất cả các mồi này nó nhuyễn nha các bạn. Nhuyễn thì chúng ta vuốt rất là dễ các bạn nhé. Đó là mồi vuốt ướt thì nó phải ướt thì mình mới vuốt được nha, nó khô khô là không vuốt được đâu. Cứ thấy nó khô khô thì thêm nước hồ vào nha các bạn.
Rồi, như thế này là ok các bạn. Vậy bây giờ là mình bắt đầu câu nha các bạn nha. Mồi câu đã có rồi, mồi xả có rồi, chúng ta bắt đầu câu thôi. Hôm nay thì mình câu để quay phim cho anh em xem thì mình đánh với size cần 3m6, trục 7 chấm, thẻo P 2 chấm nha anh em. Đấy, thì bây giờ là mồi thì nó đã đạt cái trạng thái gọi là dế vuốt nhất rồi. Thì các bạn cứ thế đặt lên là vuốt thôi nha các bạn. Cái chỗ này mình ngồi nó hơi nhiều rơm một tí. Rơm nó quấn vào lưới anh em. Chúng ta chỉ cần đặt mồi lên như thế này. Chúng ta kéo lên cái là nó lên thôi. Vì bột cái mồi này là mình làm, là anh em cứ làm theo là anh em vuốt được in như mình luôn. Đấy. Hôm nay mình đánh với quả phao tăm to 3g để mình quay những nhịp phao cho anh em xem cho dễ nha anh em. Đó, mới xả có mấy mồi mà nó đã vào rồi anh em. Ok, bây giờ mình bắt đầu câu nha anh em nhé. Vuốt mồi lên như thế này nha anh em nhé. Đặt vào mình vuốt một lần mà nó cảm thấy nó chưa được nhiều mồi thì chúng ta vuốt thêm lần nữa, là hai lần là nó đầy ứ mồi. Chúng ta tiếp tục kẹp xả nha anh em nhé. Đấy. Kẹp riêng mồi xả các bạn cứ kẹp to đùng như thế này cho mình nhá. Kẹp to như thế này cho mình. Đó. Rồi, ok, búng ra lụm thôi. Cái hồ này rất là nhiều cá chim và cá vược nên là câu một lúc thôi là cá chim cá vược nó vào là cá rô nó cũng không dám ăn luôn. Đấy, có nhịp rồi anh em. Đấy, xuống phát là có nhịp luôn. Hồ này đặc biệt là không có cá con luôn. Một là móm, hai là giật cháy lóng nách luôn. Vì hồ này rất là nhiều các loại cá săn mồi nên là các loại cá nhỏ nó không dám vào luôn. Đây các bạn. Đá không giật thôi, giật là giật cháy lóng nách luôn. Đây là dòng PE có lói bên trong nha các bạn. Cái dòng thẻo PE có lói bên trong. Mình đang đánh thẻo này, thẻo 1 chấm nha anh em nhé. Mình có hai loại, một là PE có lói loại cứng và một loại mềm. Hai loại đều có lói bên trong nha anh em. Đánh nó không rối đâu. Đấy, các bạn quen tay thì đánh loại mềm, mà anh em chưa quen tay thì đánh loại cứng. Lên con hàng đầu tiên đấy. Lúc mới ra là chúng ta trộn 1 cân mồi xả này thì chúng ta bỏ lên khay, một cái khay này đầy xả. Số mồi còn lại mình ném xuống phía dưới nha anh em nhé. Quấn ổ rồi anh em ơi. Hôm nay sương mù cá ăn mạnh này anh em. Quấn ổ. Hôm nay lại hốt bạc tiếp rồi anh em ơi. Vào việc rồi. Cả hồ mới có 2 cần. Mình do mình đi sớm quá anh em ạ. Đây, lâu lâu mần một con như thế là sướng rồi. Anh em cứ duy trì kẹp xả liên tục thì con cá nó mới quấn đều được nha anh em nhé. Nó đang vào là chúng ta cứ túc tắc kẹp xả ra mồi, nó sẽ quấn đều thôi. Rồi, ngay chậm ăn rồi, con cá to vào rồi nha anh em. Rồi.
luôn vào đây. Nhấp là giật thôi nhé. Nhấp là giật. Nhấp là giật. Có nhịp. Đồ mâm. Không biết có xin được không biết. Ừ. Ô mô. Anh để cái dăm ngô cản mạnh đi để cho anh câu nha. Thank you.
Trần. Đây, giờ cái chết lên như vậy. Anh em. Hello. Hả? To biết liền mà ngọn như vậy. Bảy tấm gần cân mẹ. Chào tất cả các bạn nhé, về kết thúc một cá câu nhé. Mình bảo cái các bạn xem nhé. Ủa, câu hay hay mà nhiều đi. Để mình đổ vào đây cho anh em gì thấy đây. Đây nha anh em nhá. Chặt cái máy mà dây không anh em ơi, đây thu phí tự nhiên nha anh em nhá. Quả trời ơi, chưa vẫn được một con trong cỏ nha anh em nhá. Trong cỏ nhỏ đây thì mình thả luôn nha anh em nhá. Đấy, giấc mở đây thôi rồi. Ok, mình cảm ơn tất cả anh em nhá, chào anh em nhá.